Thưa quý vị, thời tiết các tỉnh miền Bắc vẫn chịu sự chi phối của rãnh áp thấp. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai là thời điểm trục của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ. Vì thế ở các tỉnh miền Bắc vẫn có mưa nhiều, trong đó ở tại khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông. Cùng với đó là nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất tiếp tục ở mức cao. Sang đến ngày mai, cả Bắc Bộ mưa giảm nhanh, trời chuyển nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền Bắc sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Tại khu vực Trung Du và vùng núi, nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ, còn ở vùng đồng bằng, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Với miền Trung, nắng nóng dự báo vẫn còn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới. Trong ngày mai, dọc các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng, với ngưỡng nhiệt cao 35 đến 37 độ. Cục bộ một số nơi ở vùng núi phía Tây các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, nơi có tác động của hiệu ứng gió phơn nên vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt cục bộ với nhiệt độ cao 38 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày Chủ nhật trời có nắng sớm và cường độ nắng mạnh. Mức nhiệt cao nhất cho ngày mai ở Tây Nguyên từ 32 đến 34 độ, nóng xảy ra cục bộ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng vẫn xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Chiều và tối mai, phần phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông ở mức rải rác. Trên biển, thời tiết xấu vẫn tập trung nhiều ở vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa thấp chỉ từ 4 tới 10 km. Trong khi đó, ở các vùng biển ngoài khơi vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt.